câu lạc bộ bạn yêu nhạc có còn mức thì thời lượng dành cho một chương trình chỉ là 60 phút. Trong khi đó, bạn buổi sinh hoạt câu lạc bộ bạn yêu nhạc công nghĩa còn được giải thưởng cái gì đấy cùng nghĩa đấy sẽ cho tất cả thì không còn là cái gì ạ? Tao là tu nghiệp một tháng. Một số ca sĩ hát trong câu lạc bộ nhưng có thể không có mặt trong chương trình phát sóng. Bởi nội dung chủ yếu của câu lạc bộ bạn yêu nhạc là các trò chơi vui, hiểu biết âm nhạc, chứ đây không phải là chương trình ca nhạc. Hôm qua gọi điện về chị Trang, thế là anh nghĩa bảo mẹ ơi, bác về rồi đó. Con đang ở bên nhà. Hầu hết mọi khán giả đều có thể xem thông tin. Theo điều tra mới đây nhất của Đài Truyền hình Việt Nam, thì từ 19 giờ đến 20:30 là khoảng thời gian có nhiều người xem truyền hình nhất. Như vậy, chương trình ca nhạc MTV, những bài hát hay nhất trong tuần, được phát vào lúc 19:45 là sự lựa chọn có lợi cho khán giả. Còn việc phát lại thì không hợp lý lắm, bởi bản thân các bài hát trong chương trình đã được phát đi phát lại cho tới khi nó ra khỏi bản danh sách 20 bài. Cậu có được ăn cá sống cũng nghĩa? Có. Well. Cá sống, tôm sống, cả thịt sống. Nằm trong bản danh sách. Thế cậu nghe không ạ? Nghĩa là ghê gì nào? Hello. Này bỏ đây đi cậu. Muốn phát lại nữa thì 14 gần 12 bài 20. Cậu tặng mấy cái con này món quà cũng mua á cậu nghĩa? Tất nhiên rồi. Trong khi còn nhiều chương trình khác cần phải để phát sóng. Thôi nha, tắt luôn. Nó cũng là tắt luôn rồi, giờ lại là quay.